Rồi, bên chào cả nhà nha. Cả nhà. Mưa quá trời mưa luôn cả nhà ơi. Cầm tay. Anh em mình thấy ít rau sống nha cả nhà. Nay có món này ngon lắm cả nhà ơi. Mà một hơi biết tại sao có cái món này thì cả nhà chút xíu vô trong tâm sự cho cả nhà nghe. Giờ mưa quá tranh thủ hái rau. Từ hồi nãy đợi cái chừng cả tiếng hồi mưa nó mới tạnh xuống cả nhà. Anh em mới ra hái rau qua cho cả nhà xem luôn nè. Mía này có món gì ngon không? Mía này tốt rồi nè. Mốt kiếm gì đó mình lùi vô lùi á hả? Heo quay lùi mía. Cá lóc lùi mía cũng ngon. Nhanh lên chú Nhanh lên. Nó quýnh đít. Quỷ không? Lấy giọng. Tối nay muốn ngủ một mình hay là muốn ngủ hai đứa? Nói đi. Có gì đâu, con ngủ mình luôn. Ngủ mình luôn hả? Chơi. Thơm quá, đúng là gạo thơm. Coi chừng bớt vậy chú Khang. Ê béo cái cây quế này thấy xấu xấu nè, béo gọng nó luôn béo. Gùng nó hấp lên giống cái kia không? Không phải hai anh em mình gùng là gùng sai rồi. Gùng sai rồi gùng hả? Gùng là thấy gùng tên cái nhánh non. Mình gùng ở dưới nhánh già. Nhánh già nó ra cười lâu lắm. Không biết. Thì cô Minh. Không, hai anh em mình không biết gùng vậy bởi vì nó lên hay lâu. Ồ, cái quế này tốt quá ha. Có con lưỡi không? Dạ. Có không lũ luôn. Con lũ mình nó chưa có đọt nhiều cả nhà ơi. Quá xanh. Nhiều rau thơm mới coi vậy chứ đặt ra nhiều lắm á. Béo gần cái dĩa kia qua giùm hai cái béo. Hay để đó là cho béo để cái mâm nó vô á. Vậy thôi vậy này. Đi. Đó, lật bởi lại. Đây này. Là bên chiều bên mua được cả nhà. Bên sẽ làm cái món mà khoai lấu bánh mì nha, khoai lấu nước bánh mì nha cả nhà. Bên chỉ mua được cái miếng một miếng lá lách. Ủa, này lá lách nè. Lá lách cái bao tử nè, thêm cái lỗ tai nè, với miếng chẳng dừng, vừa có thịt có lòng nha. Cũng đủ bộ luôn nhưng mà nó hơi thiếu mấy thứ kia thôi à. Là buổi chiều á, vô tình thèm. Rồi, bên chào cả nhà nha. Bây giờ thì bên sẽ ướp nó để xử nha. Coi cái món này đơn giản á, nhưng mà cái chất lượng nó ăn ngon lắm cả nhà ơi. Món này, để bên kể tại sao mà bên có cái món này thì làm cho hai chú cháu ăn cho cả nhà nghe. Sáng nay thì 16 tay á, 16 âm lịch á, anh em mình bán gà từ sáng giờ luôn. Thì bán lai gai mấy ngày cũng thiếu thì bên hay bán lai gai một hai con, nó bắt đầu gom đơn là nướng xong rồi lai gai 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ ra gai gà con. Hôm nay anh em bán được 10 con đó nha. Chiều cái đi giao gà về chạy ngang cái khu nghiệp thấy dĩa cái xe bán hoa lấu thèm. Mình chạy về nhà hồi suy nghĩ lại thôi để chạy ra coi thịt heo còn cái gì ngon không. Mình mua vừa nấu sẵn nấu cho hai anh em ăn rồi mình làm clip cho cả nhà xem luôn. Rốt cuộc chạy ra thì bên mua được có cái lâu tai heo nè, với cái bao tử miếng thịt nè. Đúng ra mà có đủ bộ đồ lòng á, ngon lắm cái nè. Nhưng mà bữa nay anh em tạm thời ăn như đây thôi nha. 4 món nha. Giờ thì bên ướp nó cái đã. Gà thơm nhà Tòng. Nay là đủ thứ luôn nha. Này thì giờ bên cho nó vô ướp. Này giới thiệu cái nhà 4 món này rồi. Cái này thì bên sẽ bỏ 3 thứ vô thôi. Cái này không cần nên bỏ ướp vô ướp nha cái nhà. Cái này là cái lá lách này nè. Vô. Cái đó bỏ vô ướp á, mình xào nó sẽ ra rất là xấu luôn. Này, bên cho tỏi ớt vô nha. Bên chừa lại một miếng chút xíu nữa bên phi cho nó thơm. Cái này là cái ống màu đều nè. Cái này là bên rất ít dùng nó. Nhưng mà bữa nay là cái món này cho nó một ít vô cho cái màu nó đẹp lên cái nha. Cái màu nó đậm nó đẹp lên. Cho một ít thôi nha. Cái này là cái ống màu gạch tôm. Bên ít sử dụng lắm. Bên sử dụng màu đều nhiều. Mũi dây hương nè. Đây là khoai lấu nước nha cái nhà. Nấu chấm bánh mì. Đây không có lo gì thơm béo nhiều dừa lắm. Dừa nó nhiều lắm. Vậy dạ, còn mấy bao đã thấy gội luôn á. Muối nè, cái này mình ướp thật thôi chút xíu, có gì mình ấy mình nêm lại. Còn ngọt nha, nhìn cho thấm thôi chút xíu, có mình ăn mình còn nêm nêm lại nữa. Làm cái ào xuống cái hương tình luôn á. Đây là cái tôm cho thêm miếng nữa nè, hết màu quá. Cho có cái màu cho cái món này nó hấp dẫn hơn. Chứ mình làm mình làm màu đều thì mình xào nó dính ở ngoài mà nó tăng lên thôi, nó không có hấp dẫn bằng cái màu này. Bây giờ thì mình sẽ đợi ướp nó nha, ướp nó một hồi. Thơm quá.
Trời mưa cái ướt mấy cái rái tụm khối dữ vậy. Cắm chè chè dữ chưa. Cái xào cái lòng quá nha cái nhà. Ủa cái hào bị nước quá nha cái nhà. Chè chè cái khối đóng này nè. Rồi giờ lên nào để cho tụi mình cho xuống miếng nước này đi mọi người. Nước kia đi, nước lạnh đi. Xào cho nó săn lại hết nha. Rồi sau Binh sẽ cho qua cái nồi. Cái nồi để Binh đậy hầm á, cho nó mau mềm. Bây giờ hai anh em muốn ăn mềm hay là ăn giòn? Mềm. Cho nó săn lại, cho nó cút hết gia vị vô nha. Cái nhà xào mà cho nó nổi lên dầu luôn. Ôi dạ. Nóng. Thấy gia vị luôn. Thằng này sang lên dầu luôn không? Mình sẽ cho nó qua cái nồi như thế nha. Cái nồi á thì mình sẽ nấu hầm á sẽ la mau nó mềm hơn. Cái chảo này không có nắp thôi. Xèo xèo xèo. Đưa cái hai này. Cơm dầu luôn. Đẹp không? Có cái ớt mà ở vô thì nhìn nó hấp dẫn hơn không? Ừ. Này, cho hết từng tí vô. Đó, từng tí thôi nè. Hơi quẹo một cái là tét bánh mì chắc xỉu luôn mình ha. Không, cái món này khoái lấu nước mà đâu có quẹo đâu. Dạ. Anh em nằm lâu mà chơi vô này là yên tâm luôn các em. Dạ. Cái này có châm than nhưng mà cái này bắt đầu nó sôi yêu sôi hoài luôn. Giờ mừng gáo dừa chứ. Ô mùa này chắc biết chừng nào. Cái này là phần nước dừa này nha cả nhà. Rồi vô. Không cho mềm à. Này cái hơi lâu ha. Ui hay mua chừng tiếng. Tiếng. Vô nha cả nhà. Cái này tại vì cái này á, là cái phần lòng á, cái nhà bỏ vô xào chung ướp xào chung á nó sẽ bị giống như ra cái bột á, rất là xấu luôn. Ngon lắm. Đẹp không? Quá đẹp. Em cho cái này xuống nè. Rồi mình đóng nắp lại mình ghiêu á, chút mình thăm. Đi hơi mình ngồi đây luôn rồi chứ không giao ra ngoài nó nhúng á. Lo cái này đó. Rồi, em lo cái chấm ớt. Cái này mới ớt chấm mà cái này nó ngọt ngọt nè, mình chấm mặn mặn chua chua nữa. Ok. Dặn tí đường cho bớt mặn. Đẹp. Nghe thấy cái màu là thấy giống như trên mạng rồi đó. Trên mạng. Nhưng mà gia vị là của hai nha. Ok. Khoái mềm mới được quá không? Yeah, mềm mới được. Không dễ nè. Ngoài mới được. Rồi cho ai cái thớt đây, chắc cho mấy miếng chanh. Ok. Chanh mèo. Đúng rồi, chanh này chanh không hột chứ ta. Đó là lỗi chanh không hột rồi ta. Không, chanh này chanh chanh gì ta? À, chanh núm. Ủa không phải. Chanh hay là cái cồn. Ủa này chanh núm hay gì? Ủa. Chanh không biết á. Chanh cục tím. Không biết á. Cái này nó có nở ra giống như bỏ bột ngọt không? Không biết nữa. Không biết nữa. Tại cái kia bỏ bột ngọt là nó sẽ nở ra. Phải cày quậy đều lên đi rồi hơi rồi. Cái gì mình chăm thêm. Đúng rồi. Chứ thường bỏ bột ngọt là nó sẽ nở. Độc rồi đó. Quậy cái này. Rồi thấy. Quá tài khổ luôn cả nhà ơi. Thôi không. Ê nó hôm. Chị nước miếng, chị nước miếng. Giờ xử lý nó sạch rồi nên nó không có bị bọt này cả nhà. Đã quá chú Vinh ơi. Cái này lỡ rớt mưa người ta trời có lội xuống mà không? Ngồi luôn. Đã chưa? Sử dụng cái bếp than này là hai ba anh em mình sáng suốt luôn á. Dạ. Tại vì nó mềm á, nó lửa ghiêu mà làm hoài số hoài khỏi cần chụm luôn. Chưa, cái này chắc cả tiếng à. Còn miếng lỗ tai nè. Ui, còn gấp nó không nổi.
Giống phá lấu không? Trời ơi. Nè. Thơm. Để bài mùi hết ổn. Con này nha, thấy chưa? Ui, lỗ tai heo mềm à. Cái từ nãy là hơn một tiếng đồng hồ luôn đó nha. Ui. Ngon hả? Ngon, ngon, ngon. Nhìn nhẹ lại cái này. Cái này thường thường nó ngọt ngọt đúng không? Đúng. Mặn nhẹ, ngọt ngọt. Thêm miếng muối nữa. Thêm bột đường nữa nha cái nha. Cho nó ngọt ngọt. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Thơm quá. Cái này lo mà chấm bánh mì hen. Rồi, lấy cái mâm gấp ra thôi Béo ơi. Ok. Mời chạy cái miếng. Chưa gấp ra chạy cái miếng rồi. Thôi. Thiệt tình. Vô rồi. Rồi xích lại luôn Minh ơi. Chú Bình coi là hết luôn. Cái chú Bình sắc ra cái mình múc nước chế vô. Thôi chú Khang ngồi ngửi con gió đâu hửi được đâu. Trời ơi dễ gì. Thôi hai thằng ngửi ngán hết tường. Giờ này chỉ có vợ điện chứ mai điện hết tên. Trời chút chú đem gì cho. Chút vài hả. Để cho mẹo. Quá hồn. Chú là cái này nè. Thôi, đưa vô thẳng đi, cái nước này để chút xíu bình chế hay sao? Cái hoàng hoàng gì mềm quá nha. Lá mía lá lách này nè. Lá lách. Ui, mềm, miếng này là nó mềm nè, hồi sáng chiều này hay kiếm tách chim nữa mà nó không ra. Dạ. Có tách chim nữa còn ngon nữa. Thứ hai thích ăn tách chim. Cho ba anh em lăn xả luôn. Thấy cắt cái lòng không? Ơ cái bà tử không? Dạ. Bà tử mà mềm dày thôi. Thằng nhỏ này gớt đây nữa. Ngày anh em khỏi sợ mà cắn. Bỏ một miếng vừa miệng là lụm rồi. Cái miếng ốc táo. Hết hoài luôn á. Chảy miếng heo luôn á. Quá cười. Bởi vậy cái nhà thể thiếu của mình thì cái nhà đâu chịu. Đấy, thấy chưa? Ngon quá ngon. Đó. Rồi cái này để lại đi. Giờ đó, để cái càng. Đến dĩa. Nè. Chạy nước miếng chưa? Chạy nước miếng chưa? Nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nha. Màu vàng nè, cơ thiên của ra anh em mình trồng nữa nè. Sao nay cái màu quá đẹp luôn á. Quá đẹp. Hai bên mời cả nhà ăn khoai lấu cùng ba anh em mình nha. Bé mời cả nhà. Con mời cả nhà. Lắm. Rồi. Rồi anh hai. Rồi. Chạy bên cả nhà ơi. Nè, có mấy khoảng luôn nha. Cái này là bao tử nè. Ốc táo nè. Còn cái này là hai cái lá lách nè. Còn cái này là cái lỗ tai heo nè cả nhà. Muốn ăn cái phần nào thì gấp phần đó không? Trời ơi, hai chị khu ra đàng hoàng à. Cho nó đẹp. Đó. Cái này mà cả nhà có muốn mà nó sập lại xíu á. Bây giờ dùng một ít bột mì tinh á. Bột mì á, ngoại lại cái mình cho nó vào. Đây, sẽ làm cái miếng này trước. Làm miếng ốc táo cái nha. Chấm nước vô, thấm vô. Rất là mềm luôn. Làm miếng lỗ tai. Cả nhà có thể là nhìn cái miếng lỗ tai là cả nhà biết là nó mềm cỡ nào, rất là mềm luôn. Gặp anh em mình nấu bằng nước vừa nữa thì chịu gì nổi. Nói vậy sao chịu hấu. Tự tin lắm, ngày là nhà cũng béo nhiều dừa lắm. Kẹp vô. Gặp đầy hai ba miếng gì đó. Ốc táo nè. Này lá lách nè. Xin vô xíu béo ơi. Đúng rồi. Này bao tử nè. Thôi đầy rồi, không gấp lỗ tai đâu. Lỗ tai mềm rất là dễ ăn luôn cả nhà. Vậy không nha. Chấm một cái. Nước nắp. Đây của mình nè cả nhà. Con chơi chú gà không? Bên đảo bên đảo. Con chơi lỗ tai. Con chơi lỗ tai hả? Con nghe. Rất nắp. Biết hụt có cục gì không? Cục táo. Hai. Cái đó là chú Bình. Cái gì lên lá mía nó gì á. Chẳng dừng.
cái gần mà nó dính hả? Ừ. Anh em mà thằng giác cỏ bánh mì này tối nay bao no luôn á. Bao no. Bánh mì anh hay mua bánh mì đặc biệt. Ừ. Hay là bánh mì em gạch nữa hả? Thôi thôi được rồi, để hai chút xíu hai chị xử được. Ok. Rất là ngon luôn. Anh chẳng không quá. Xé giùm chú Bình miếng này coi mình, miếng nhỏ thôi. Rồi, chấm cảm ơn của mình nhiều. Chấm cái, cho lót lót cái miếng dưới nè. Chấm dậy mà xuống nè. Chơi miếng bà tử ơi. Chấm vô. Một hai cộng rau hơn người chứ. Mà không nói lên lời. Không nói lên lời luôn hả? Biết cha không nói lên lời không? Cuốn cái cuốn bự quá, nói không được. Làm của mình không ngon. Ơi trời, chế kiểu gì vậy? Cái này trời biết của mình nó không chấm mà xé bánh mì nó bỏ vô luôn cái nhà ghê thiệt. Này nước thấm vô nhiều mà của mình hôn thấm nhiều ăn mới đã. Biết ngay bỏ muối nhiều nhiều vậy nha. Hai anh em mới nghỉ tát luôn chị không còn chứ ngon không? Nãy giờ chúng ta cũng bỏ vô hai tộn cái đá. Phải đá. Ăn vậy thì cổ ra vậy bị hốc không? Ăn vậy hết nước luôn. Yên tâm đi. Vừa nhà của bé của bé cũng muốn ăn sao cái. Cái nào cũng vừa ý tớ không biết ăn cái miếng nào. Vô. Vô. Đẹp miếng ớt. Nước. Một bài nó tưởng mới rất nào đây kiếm vào đây cái món khoai lấu nước nè, như hồi đó thì mình làm YouTube mấy năm rồi mình chưa làm luôn. Hay chưa làm luôn em này hổm em thấy có ở thành phố có bán nè. Cái bậy thu nghiệp có bán, nhờ thu nghiệp có bán này mới có ăn không trời ơi khoai lấu bò ngay cổng lớn của khu nghiệp á, chạy trên chạy xuống vừa qua cổng là có luôn à. Để một tủ chà bá luôn á. Các em lý rồi chà bá hay thấy thèm luôn á, mà lúc đang mưa nên thôi chạy về luôn, ngay mưa dữ dằn nữa nè, mưa rồi mà sáng tới chiều cả nhà thấy nguyên cái chòi anh em mình, cái bàn với cái chòi là cả nhà thấy, là cả nhà biết nó mưa nó tạt nó thấm hết nước luôn á. Chòi anh em mình ở hơi tống á nên nó bị thấm nhiều quá, gió ở dưới gió lên. Ừ. Tàn tàn nát luôn. Chấm với cái chuyện gì nấu. Húp luôn. Thịt bò thì của mình làm nhiêu khoai lang chứ cái này em làm tới em làm bao nhiêu khoai lang. Gấp gấp lia lịa nhảy quá. Ngon. Ừ, thoải mái đi. Mà cái mềm mềm dễ ăn lắm. Cái tên của anh em mình ngộ lắm, không có gì mà ăn thức giòn á. Mình thức mà giòn mềm á cái nhà chứ không phải giòn là mềm. Giòn mà giòn thịt thịt nha, giòn mềm á. Mình nghĩ là cũng đúng rồi. Mình nó biết sao chứ hay á, thì hàng tiền đạo nó yếu, béo thì hàng tiền đạo hơi dễ hư. Chúng mình thì không biết chứ hào chứ, biết không thích ăn mềm mềm vậy nữa. Còn sao không? Có còn. Con còn hả? Ngay thì không còn. Hàng gì ngay quá, ngay chịu không nổi. Tẻ mà không? Tẻ. Cái này nó ngọt ngọt, mình chấm thêm một ít chua chua mặn mặn nữa. Trời nãy theo hai bên ăn đó nha, mà bên chấm nặng á là cái chót của cái lỗ tai ở ngoài nó mềm, cái gân nó giòn sực sực sực. Rất là mềm dễ ăn lắm. Nhưng mà cái này bên nghĩ là nó điếu mà để nguội chắc có lẽ là nó hơi ngán cái lỗ tai á. Nguội nó đổ mỡ không hay. Nó mềm quá, nó sẽ giống như thịt heo mình bây giờ, không phải như ngày xưa. Nó ăn mà chưa ăn cái gì thức ăn lẹ không á, nên thịt heo nó không còn ngon như ngày xưa. Ngày xưa nhớ nuôi heo 5-6 tháng luôn á. 6 tháng. Ừ, 5-6 tháng luôn á là mới xuất chuồng được á, còn giờ
ba tháng mà sẽ chuồng sớm 15 ngày nữa. Con heo đó nuôi bằng rau dịu, còn giờ nuôi bằng thức ăn thôi. Thật đó, sắc chuối nè, rồi rau dịu nè, rồi nấu cắm heo nè, mua cám về cho nó ăn. Rồi đó nhà hay có nuôi mà. Rồi đó em nhớ em nuôi heo cái rồi còn nhỏ xíu à. Cái là mẹ kia nấu tấm heo á, nấu đã rồi cái ngủ quên cái đầu nó cháy nguyên nhà dưới luôn. Cái nhà mà xưa mất rồi đó, cái nhà ông nội để đợi. Cái đầu cái xong cái cha mẹ có nhà khác, bắt đầu cái lấy cái nhà của ông nội có nhà dưới. Mà cây hồi xưa là còn cây dầu không nha, cây ngon mà. Em nấu là cái đầu cái nó rớt xuống đít bếp á, đít bếp thì để vỏ dừa. Còn cái dách thì dách bằng cây. Toàn rồi nó cháy nguyên cái nhà dưới. Hết rồi. Dạ mang hử. Sao không có kỷ niệm với chú Khai ta? Đúng rồi chứ. Cái nhà nếu mà mấy anh chị mà ở tuổi biên á, hồi đó nhớ lo kho một thịt nồi kho thịt heo kho khô tiêu á. Cái miếng thịt nó rất là tông. Nó tâm gieo cái miếng thịt nè. Không giờ mình kho xong á, cái để nó nguội là nó đục, cái này nó kéo như kéo. Nó kéo như sợi sợi á chứ không phải như ngày xưa của mình. Hồi đó Binh là thầy ăn cái thịt món thịt heo kho 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 tiêu nên cho ăn một bánh luôn á. Nó sợ luôn hả? Chú Binh kho kho tiêu kho kho tàu mà. Không mà công nhận cái bánh mì ăn ẩu ăn không hết ẩu luôn á. Vậy cô à? Nó đặc ruột quá. Trời ơi, không đủ nước chấm luôn mà mình húp. Hay thiệt chứ. Quá hợp lý, quá hợp lý. Tính ra được trái tim. Anh thích ăn trái tim. Ngày mua một ít gục non bỏ vô, không biết phèo lỡ bỏ vô hầm cũng ngon luôn. Đủ thứ rồi. Cái miếng ha. Bây giờ anh em mình mà làm clip YouTube này mà đều tính ra đủ ăn á, rồi làm mà đi chợ ra mua, ví dụ như đủ thứ món á. Ra mấy cô chú bán mà chợ ra chó được hả? Chắc là miếng đùm gục non của tao kia tao cắt phần nửa hả, rồi sao tao bán. Thôi đó cặp thì bên mua thôi, giờ bán con tái rồi đây. Dạ hai tái cặp có nhiêu đâu mà kêu tao bán một tái. Dạ tao bán. Làm khó luôn mà. Gao cỏ lúc trước mình không có cũng vậy. Mua cái nhúm. Tại vì cái này biết tại vì anh em mình mua mọi thứ chút á thì cơm lại nó nhiều. Nhưng mà lỡ có anh chị nào mà mua một cái tái cặp vàng thôi cái vô chỗ đó giờ còn tái sao mà ăn. Vậy về nhà mà lỡ hai người thôi tái cặp thì ai ăn ai nhịn. Người làm khó đó không à. Quá lộn luôn á. Quá lộn á. Quá lộn luôn. Chơi luôn anh này luôn hả? Quá lộn luôn hả? Không quá. Lắm rồi. Cái này lúc hồi nãy mình bỏ thêm một tiếng ngũ dương hương nữa là thơm hơn à. Cái này thơm nhẹ nhẹ. Được. Thấm thêm được. Nãy có cái cuối phổi trong cái tiêu rồi đó. Miếng ăn giòn dữ lắm á. Con thử hả? Cái gì? Con biết ăn rẻ con ăn đúng cái gì sệt sệt của anh. Nó giòn lắm không? Nó vừa có thịt mình ấy nữa. Đúng. Mình làm mấy món có nhiều cái mà béo nói mình bất ngờ luôn đó nha. Tại đó giờ nó cũng 30 tuổi, cũng ngang hai anh em lớn hơn nhau có mấy tháng à. Nó ra nhiều món chưa ăn luôn, Bình bất ngờ luôn á. Người thấy cứ khi nào mua ăn không? Nó chứ hay ăn ngoài cũng có 2-3 lần hả? Nó là em cũng thấy cái chỗ ngon, cái rất không? Ngon, ngon. Đó. Thấy chưa? Rồi. Thôi, ba anh em tạm biệt cái nhà nha. Ba cái nhà. Cái món này cái nhà mua về nấu rất là đơn giản, nó không có khó đâu. Nhưng mà chịu khó mình mua được nước dừa, nấu rất là ngon. Từ tháng ta bán thấy màu mè cầu kỳ vậy, chứ nấu rất là dễ luôn, không có khó.